Rồi, về nha. Chào mọi người. Có tôi thì cho qua rồi thì các con cũng phải lưu giữ lại những kỷ niệm của có tôi mẹ muốn đỡ cho các con nhé. Nhớ không phải là phải áp dụng nó vào cuộc sống thì đấy là những cái rất là quan trọng. Về nhà ngoan nhá, vâng lời bố mẹ này, trưởng thành, sao xứng đáng là con được giúp đỡ như vậy.